Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sa TV. Tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến việc giải cứu Hạo Nam đưa trụ bê tông lên ở vị trí sâu 35m. Hiện tại vẫn đang được quý vị khán giả quan tâm từng ngày. Và trong buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2023, Hoàng Sa TV tiếp tục cập nhật diễn biến tại hiện trường mới nhất ngày hôm nay. Là chiều tối ngày hôm nay thì đã cắt được 3 đầu cọc trong hố móng nơi bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông. Có nghĩa là hiện tại đã bóc tách từng trụ cột rồi. Và cái thông tin mới nhất thì sẽ được đưa trụ bê tông lên. Đó. Ngày thứ 12 vụ bé trai rơi xuống cọc bê tông, các lực lượng chức năng đã cắt bỏ được 3 đầu cọc nằm trong hố móng. Và nhưng công tác cứu hộ lại gặp trở ngại do mưa lớn ở trong ngày. Có nghĩa là hiện tại đang vẫn do mưa lớn nên là chưa thể đưa trụ bê tông lên. Đó. Và thông tin mới nhất ngày hôm nay, tỉnh Đồng Tháp cho biết là lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi rơi trụ bê tông sâu 35m. Và hiện nay thì quá trình giải cứu vẫn đang được diễn ra liên tục khẩn trương theo từng giờ. Và ghi nhận trong ngày hôm nay vẫn có mưa lớn và gây trở ngại cho lực lượng cứu hộ. Và cùng ngày, các máy móc thiết bị như là cầu gạp đất và cẩu 80 tấn và đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 đến 1m và đường vách đường kính 1 đến 2m, búa rung 180 kW và máy phát điện kèm theo đã được tập kết đầy đủ tại hiện trường. Và như tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi thông qua màn hình ha. Đây là cái vị trí mà ở đây là cái bề mặt khoan đất đã được múc lên. Các bạn ở đây là móng cọc 4,8 x 4,8m là bao bọc xung quanh cái trụ cột bê tông này để múc hết đất ra, giảm lực ma sát và tiếp tục là múc đất ở dưới lên. Đó, lực lượng cứu hộ đã cắt bỏ được 3 đầu cọc nằm trong hố móng. Bên cạnh đó, ống vách D1000 đã ráp nối và hàn một đoạn dài 23,5m. Có nghĩa là quý vị và các bạn đã biết rằng là cái búa rung đó đến hiện trường là để dí thêm cái ống trụ mà bao quanh cái trụ cột bê tông này xuống cái vị trí sâu 23,5m. Đó, quý vị các bạn biết là cái quá trình thi công hiện tại đang gấp rút theo từng ngày và khẩn trương đưa trụ bê tông đầu tiên lên khỏi mặt đất. Còn đoạn 2 dài khoảng 10-11m đã sẵn sàng chờ rung hạ. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục sử dụng gầu cạp đất lấy đất ở trong hố móng xuống thấp để lắp khung chống tầng tiếp theo, đồng thời chuẩn bị hạ khung chống tầng thứ 3. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đó có nghĩa là hiện tại nha, là hai cái đoạn dài khoảng 10-11m đã sẵn sàng để chờ rung hạ, có nghĩa là cái búa rung 180kW đó sẽ rung hạ cái vị trí 10m đất này xuống để nối vào cái vị trí ống cọc là 18m để cho nó luồn hết vào cái khung trụ là 35m. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là cái cọc ở đây là được chia thành làm 3 đoạn mà mỗi cái đoạn này dài 12m, hai đoạn dài 12, một đoạn dài 10m. Và khi mà đến cái vị trí cọc đầu tiên thì sẽ dùng một cái khung rằng thép ở trong để giữ. Và đây là cái bộ khung chống của tầng 1. Và tiếp đến đã cắt được cái bộ khung chống của tầng 2. Và tiếp tục đây là cái vị trí cuối cùng sẽ hạ khung của tầng 3 và sẽ đưa từng cái bộ khung đỡ của trụ cột bê tông lên. Đây là diễn biến mới nhất vào buổi chiều tối ngày 11 tháng 1. Quý vị nha. Tiếp theo, chúng ta đã biết rằng là trong cái công trình này hiện tại thì vẫn đang khẩn trương theo từng giờ. Diễn biến hiện tại thì có thể nói là sẽ đưa được trụ bê tông đầu tiên khỏi mặt đất thì cũng phụ thuộc vào thời tiết nữa. Bởi vì hiện tại là do mưa lớn kéo dài nên cái vấn đề đây là gặp trở ngại. Khi chúng ta thấy được rằng là cái trụ cột bê tông này, quý vị các bạn thấy rằng là xung quanh nha, đất bùn và gặp mưa lớn thì nước ở bên trong rất là nhiều. Cái quá trình mà cạp đất ở trong lên ấy, cái gầu cạp đất ấy để lấy đất ở trong ra. Nhưng mà ở đây nước cũng phải bơm lên. Đó, vừa nước vừa đất. Nên là trong cái quá trình mà đưa cái trụ cột bê tông lên này gặp rất nhiều những khó khăn. Đó, quý vị thấy không? Trực tiếp tại hiện trường thì tại sao quý vị khán giả có thể nói rằng là tại sao lại không đấu nối một cái cọc bê tông để kéo một lần lên ba cọc luôn? Thì cái lực mà để kéo đó, khi mà kéo trụ này với trụ kia ấy, cái lực nó sẽ dồn hết vào cái đầu nối. Thì cái đầu nối đó không đủ lực để có thể kéo được cái trụ bê tông thứ hai lên. Bởi vì quý vị các bạn đã biết là cái lực nén của đất ấy, nó nén rất là mạnh. Và khi kể cả đã khoan cái guồng xoắn xung quanh trụ bê tông thì cũng vẫn không thể đủ được giảm cái lực ma sát để làm cái mối nối đó để nối trụ bê tông lên. Bởi vì ở đây á, cái vị trí sâu đầu tiên ấy, 10m thì có thể nhổ một trụ. Nhưng mà ở đây là 35m thì khoan kiểu gì quý vị? Đúng không? Mà khi khoan thì chắc chắn sẽ không thể nào đều tơi xốp giữa cái lực nén của bốn bề mặt của cái cột bê tông. Bây giờ em nói với tất cả quý vị như này cho nó dễ hiểu. Là ví dụ như cái một cái cọc sâu xuống bên dưới, chúng ta chỉ có khoan được một phần để làm lỏng
3 phần nằm lỏng. Nhưng mà ở đây thành cái hình tròn. Cái bên nào mà khoan không tới thì cái lực nén nó sẽ vẫn ở đó có. Và khi kéo lên nó sẽ gãy. Bởi vì chúng ta đã biết là sau quá trình là 12 ngày được nằm ở dưới lòng đất nước ngâm bùn, thì cái quá trình ở đây là thi thể đã loãng và phân hủy dần. Thì nếu như quý vị các bạn biết rằng là nếu như gãy cặp thì cái quá trình mà để kéo được cái trụ gãy nó lên nó vô cùng khó. Nên là cơ quan chức năng đã tính cái phương án này là sẽ phải dùng tất cả những cái bệ nâng, cái bệ để đây làm cái giá đỡ để không bị đổ cặp và sẽ nâng từng trụ lên. Thì cái quá trình ở đây là đã gấp rút theo từng ngày, và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng đã nói rằng là sẽ đưa được trụ lên trong vòng 1-2 ngày tới. Nhưng mà ở đây á, bây giờ đang mưa lớn như thế này, chúng ta phải hiểu cho tôi đơn vị thi công là họ cũng sốt ruột. Thưa quý vị, một ngày kéo dài lực lượng chức năng phải tiêu tốn bao nhiêu tiền của, đúng không, bao nhiêu sức lực. Chúng ta không nói đến cái vấn đề là tiền bạc ở đây là bao nhiêu, lãnh đạo Đồng Tháp đã nói rồi, dù có tốn kém bao nhiêu cũng không bao giờ bỏ cuộc, khó khăn đến mấy cũng không dừng. Bởi vì ở đây là cái quyết định cuối cùng là đây là để đưa được thân xác của cháu lên, để đưa về với gia đình. Chúng ta thấy rằng là cái trách nhiệm cũng như là cái tình người ở trong đấy nó rất nhiều, đúng không? Tại sao phải huy động lực lượng rất nhiều chuyên gia, thiết bị hỗ trợ máy móc lên đấy để làm gì? Để giữ được cái thi thể nó còn nguyên vẹn. Thì mọi người mới thấy được cái trách nhiệm của nhà nước như thế nào, đúng không? Nhiều người thì có thể phán rằng là nếu như là đưa lên thì đưa lên từ đầu rồi, khoan xung quanh rồi đưa một lần lên luôn không dễ đâu quý vị. Quý vị các bạn đã biết rằng là nếu như cái cọc bê tông 35m này là một trụ, nguyên một trụ nha, đưa lên còn khó, chứ đừng nói là ba trụ nối. Bởi vì không thể nào cái máy móc đó nâng lên theo một chiều thẳng đứng được. Kéo cáp vào quý vị, khi nâng lên nó sẽ quẹo bên này, quẹo bên kia, rồi quẹo một bên cái là gãy. Mà gãy một trụ ấy thì quý vị thử tưởng tượng coi, hai trụ lên được, trụ thứ ba nó gãy một nửa, nó gãy tầm độ 5m ở trong đó. Mà 5m đó thì lại thi thể Hạo Nam ở trong đó. Đến bây giờ vẫn chưa thể xác định được cái vị trí nào Hạo Nam ở trong đó, mới chỉ có nghi ngờ là ở trong cái trụ đó có đất bùn, nghi ngờ thôi, chứ chưa có thông tin nào là chính xác vị trí đó ở mét thứ bao nhiêu Hạo Nam nằm ở đó. Thế em nói với tất cả quý vị các bạn rằng lỡ đâu mà kéo lên mà nó gãy 1m trụ cuối đó, rồi tìm làm sao được, rồi nâng lên làm sao, rồi sao mà có thể là múc được toàn bộ cái thi thể lên trong khi đó đã phân hủy. Nên là mọi người thấy rằng là cơ quan chức năng hiện tại đang cố gắng hết sức theo từng ngày từng giờ, và họ còn sót ruột hơn tất cả chúng ta rất nhiều. Diễn biến mới nhất của buổi chiều tối ngày hôm nay là đã cắt được, ở đây là các đầu cặp ha, của ba đầu cặp rồi, và ba cái đầu cặp này đang tiến xuống cái khung tầng thứ ba đó. Có thể nói là đây là cái sự việc ở đây là lực lượng cứu hộ đã cắt bỏ được ba đầu cặp nằm trong hố móng. Bên cạnh đó, ống vách D1000 đã ráp nối và hàn một đoạn dài 23,5m. Cái múa rung đó sẽ trực tiếp rung làm cái ống thép đó sâu xuống lòng đất để bảo vệ cái cột bê tông. Và ở bên ngoài thì lại còn một cái khung sắt 4,8x4,8 nữa để làm gì? Để bảo vệ đất đá đỡ chui vô đó, để múc đất ở bên trong ra để làm gì? Để giảm cái lực ma sát. Và sau đó mình nâng trụ lên, nâng trụ lên, nâng trụ theo phương thẳng đứng và không còn lực ma sát. Chứ không phải dễ như quý vị các bạn nói rằng là dùng cái mũi khoan xoắn để khoan xung quanh cột bê tông và sau đó sẽ nhấc hết một lần ba trụ lên. Làm sao dễ quý vị? Quý vị khoan thử tưởng tượng xem 35m, làm sao mà chúng ta chỉnh được cái mũi khoan nó phải chuẩn từng mili theo cặp bê tông. Khi chúng ta khoan ở bên này nhưng mà bên kia chưa kịp khoan, đúng không, thì cái lực nó sẽ nén từ bên này sang bên kia và nó làm thay đổi cái phương hướng của đầu cặp. Quý vị và các bạn đã biết rồi, học vật lý rồi, cái đấy nó rất là khó. Chúng ta tính được theo cái phương án đây là khi mà chỉ cần một cặp lệch thì hai cặp ở lại sẽ bị gãy ngay, làm sao mà nâng lên được, đúng không? Nên là em nói với tất cả quý vị và các bạn là tất cả các khâu cứu hộ hiện nay đều phải theo cái quy trình ở đây là phải chuẩn, và không có một cái mức độ là gây trong cái quá trình thi công ở đây là không có cái sai sót nào xảy ra. Bởi vì cơ quan chức năng người ta đang cố gắng ở đây làm nỗ lực làm gì để đưa được nguyên vẹn thi thể lên. Mà nhiều người không hiểu, nhiều người lại bảo là bây giờ là bơm cái lực nước áp suất lớn để xuống cái chỗ trụ cầu bê tông đó và sau đó sẽ để cái thi thể nó nổi lên. Vậy em hỏi mọi người là bao nhiêu cái lực nén để đủ để cái lực cái xác đấy nổi lên. Mà nổi lên thì chả nhẽ quý vị và các bạn tưởng tượng coi, 12 ngày nằm trong nước và bùn nó đã phân hủy rồi, vậy thì lên đấy lấy cái gì mà hứng hả? Nếu mà nói như mọi người là lấy cái rổ ra để hứng hả, đúng không? Nó rất là khó. Nên là người nhà ấy là cũng mong muốn là ở cái dưới vị trí độ sâu đó rất là lạnh lẽo cho con, thương xót lắm chứ. Người dân cả nước người ta đang hướng về Đồng Tháp là mong muốn ở đây là vẫn gửi một lời cảm ơn đến các chiến sĩ, đúng không? Những cái đội cứu hộ là hàng ngày đêm người ta đây là đang vất vả vì cái gì? Chỉ về tính mạng của một đứa trẻ, đúng không? Họ có quan trọng hay không? Nên là cái họ đang đặt cái tính mạng con người lên hàng đầu. Bây giờ thì tuy cái tính mạng của họ đã mất nhưng cái thân xác của họ đặt lên hàng đầu. Biết bao nhiêu máy móc thiết bị hỗ trợ từ các tỉnh khác đến, vị trí khác đến để làm gì? Chỉ để giải cứu cái thân thể thôi.
chúng ta phải gửi lời cảm ơn đến họ chứ. Tại sao họ lại xót ruột, họ mất bao nhiêu thời gian để có thể đưa được cái trụ bê tông lên, mà chúng ta lại có thể nói là phán là đây là họ là làm chậm chạp rồi là thế này thế kia. Em thấy rằng là đấy là họ cảm nhận được là họ không có thực tế về hiện trường đó. Nên em cũng nói với tất cả mọi người là vào buổi chiều tối ngày hôm nay thì trụ bê tông đầu tiên vẫn chưa được đưa lên, nên là em sẽ cập nhật thông tin, có thể là 1-2 giờ tới được đưa một trụ lên thì em sẽ cập nhật liên tục. Nên là quý vị khán giả nhớ theo dõi kênh nhé, để được cập nhật những diễn biến mới nhất. Em sẽ cập nhật theo hàng giờ, bởi vì mỗi một giờ ấy, nó sẽ có sự thay đổi và diễn biến xảy ra ở đó. Khi mà có những cái tác động gầu bê tông cũng như là khoan mũi xoắn bê tông xuống ấy, để có thể đưa đất lên thì nó có những cái vấn đề gì hay không, cột bê tông có xảy ra nứt hay không, bởi vì quá trình kéo lên nó rất là khó ha. Nên là em sẽ liên tục cập nhật các thông tin và diễn biến mới nhất để cho tất cả quý vị các bạn theo dõi theo hàng giờ, để hiểu được là cái quá trình khó khăn trong công đoạn đưa lên như thế nào. Bởi vì nếu mà trời nắng thì có làm gì, đây là cái giai đoạn ở đây là bên cạnh cái bờ kênh nước nó chảy vào ầm ầm đúng không, rồi kéo theo trời mưa, rồi là nhân lực ở đâu mà làm. Nhưng mà vẫn phải chia thành 4 ca hoạt động suốt ngày đêm để làm gì, để giải cứu được thân thể kéo lên và được đưa trụ bê tông lên đấy quý vị đó. Nên là em sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin diễn biến mới nhất liên quan đến hiện trường giải cứu và đưa trụ bê tông lên khỏi mặt đất, và khi nào cắt thành công trụ đầu tiên thì em sẽ thông tin ngay nha. Hiện tại thi thể của cháu đã phân hủy rồi, em sẽ có một cái video để cho mọi người biết được là đã phân hủy hay chưa và cập nhật diễn biến như thế nào quý vị nhé. Mọi người sẽ theo dõi ở video mới nhất, và video này em xin phép dừng ở đây. Quý vị khán giả khi xem video của em, mọi người đừng quên để lại một lời bình luận tích cực, một cái comment có động lực để có thể là ủng hộ và lời cảm ơn đến tất cả các chiến sĩ đang cố gắng ngày đêm đưa thân xác của em về với gia đình lo hậu sự, và cũng như là chúng ta sẽ theo dõi sát sao cái sự việc này để đến khi mà nâng trụ lên thì chúng ta sẽ nắm bắt được thông tin và sẽ có theo dõi những thông tin đó. Và video này xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video mới nhất của em. Chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người.